Ấn Độ đang là quốc gia chịu sự hoành hành khủng khiếp nhất của dịch bệnh COVID-19 khi mỗi ngày có thêm hơn 400.000 ca nhiễm mới và hàng nghìn người chết. Tuy nhiên, có không ít hình ảnh khiến cả thế giới phải bàng hoàng về ý thức tự bảo vệ mình của người dân nơi đây. Mới đây nhất, đoạn video ghi lại cảnh tượng trong đám tang của một giáo sĩ Hồi giáo đã khiến nhiều người không khỏi sốc. Được biết, vị giáo sĩ tên Abdul Hamid Mohammed Salimuzi đã qua đời vào chiều 9 tháng 5. Chỉ trong vòng vài giờ, bất chấp các quy tắc an toàn trong đại dịch COVID-19, hàng nghìn người từ các vùng khác nhau của bang Uttar Pradesh đã đổ về Basau để tham gia đám tang tại nhà thờ Hồi giáo, nơi thi hài của giáo sĩ được cất giữ. Giữa biển người đông như kiến, rất khó để thấy ai đó đeo khẩu trang. Đoạn video được quay từ trên cao khi lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người lo lắng, sợ hãi rằng đây hoàn toàn có thể trở thành một sự kiện siêu lây nhiễm COVID-19 vô cùng thảm khốc. Thế nhưng, điều đáng nói hơn cả đó là chính quyền địa phương hay cảnh sát đều không hay biết về việc đám đông tụ tập ở nhà thờ này. Cảnh sát bang Uttar Pradesh cho hay họ đã mở các cuộc điều tra về sự việc sau khi nhận được đơn đệ trình vào ngày 10 tháng 5. Uttar Pradesh hiện là một trong những điểm nóng về COVID-19 Ấn Độ với hơn 1,5 triệu ca nhiễm và hơn 15.400 ca tử vong. Làn sóng COVID-19 thứ hai vẫn càn quét Ấn Độ khiến nước này ghi nhận gần 23 triệu người nhiễm và hơn 250.000 người chết vì COVID-19. Được biết trước đó, để đối phó với làn sóng COVID-19 thứ hai, chính quyền bang Uttar Pradesh đã ra thông báo hạn chế số lượng người đến dự đám tang xuống còn 20. Trong khi hình phạt cho việc không đeo khẩu trang là 1.000 rupee, tương đương hơn 300.000 đồng cho lần vi phạm đầu tiên và 10.000 rupee, hơn 3 triệu đồng nếu tái phạm.